Honda HR-V thế hệ 2 được ra mắt ở thị trường Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua với hai phiên bản L giá 826 triệu và bản RS giá 871 triệu. Mới đây, Honda vừa bổ sung thêm phiên bản G của mẫu SUV đô thị này với giá 699 triệu. HR-V phiên bản G mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, cùng 4 tùy chọn màu sắc gồm xám phong cách, đỏ cá tính, trắng ngọc quý phái và đen ánh độc tôn. Vẫn giữ lại thiết kế mang dáng vẻ của một chiếc coupe SUV thể thao và thời thượng, Honda HR-V thế hệ thứ 2 phiên bản G hướng tới sự đơn giản, mà vẫn đảm bảo tính ứng dụng cao. Ngoại thất Honda HR-V phiên bản G mang hơi thở thời đại và tinh tế. Cản trước được thiết kế là những đường viền kẻ ngang sắc đen tối giản nhưng đầy cá tính, kết hợp cùng đó là cụm đèn full LED vuốt ngược và la răng phóng khoáng tạo cảm giác trẻ trung, sành điệu. Không gian cabin của Honda HR-V phiên bản G khá rộng rãi. Thiết kế bảng điều khiển trung tâm bố cục gọn gàng, dễ sử dụng và có tính ứng dụng cao. Hàng ghế sau được thiết kế cho phép chỗ để chân và không gian vai lớn giúp tăng không gian và sự thoải mái cho hành khách. Hành khách ở hàng ghế sau cũng sẽ được tận hưởng gió mát thổi ra từ cửa gió hàng ghế sau. Honda HR-V phiên bản G sử dụng màn hình giải trí 8 inch với độ phân giải cao cùng hệ thống giải trí cho phép kết nối với điện thoại thông minh. Với hệ thống 6 loa kết hợp, người lái hay hành khách đều sẽ cảm nhận được không gian âm thanh hài hòa và chân thực. Bên cạnh đó, HR-V phiên bản G được trang bị nhiều tính năng tiện nghi tiên tiến khác, như phanh tay điện tử được vận hành bằng nút bấm hiện đại, tiện lợi và thoải mái cho người dùng, chế độ giữ phanh tự động brake hold, tính năng hỗ trợ đổ đèo. Giống như phiên bản RS và L, phiên bản G mới của Honda HR-V cũng được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing, với 6 tính năng ưu việt như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm giải tốc độ thấp, giảm thiểu trạch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và thông báo xe phía trước khởi hành. Bên cạnh các tính năng an toàn như hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, HR-V bản G cũng được trang bị tính năng cảnh báo người ngồi sau hệ thống sẽ phát hiện nếu các cánh cửa sau bị mở hoặc đóng trước khi xe khởi động và sau đó sẽ cung cấp cảnh báo để nhắc nhở lái xe kiểm tra hàng ghế sau khi tắt máy, tự động khóa cửa khi rời xe. Honda HR-V phiên bản G sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 1.5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng trên phút. Hộp số tự động vô cấp CVT kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước,